hiện tại mình đang ở trước cổng trường. Hôm nay mấy cô rủ mình làm clip thanh lý đồ các bạn. Đây, làm clip sale off 70 đến 70% nha. Nói chung là tụi nó thấy đồ trong nhà mình nhiều đồ không có xài tới quá các bạn, nên nó quyết định làm clip là đem mấy mối đồ cũ này ra bán rẻ giảm giá 50 đến 70% nha. Vì một tương lan lẩu. Lan lẩu hả? Chứ phải bánh trung thu hả? Trung thu hả? Hỗ trợ người nghèo hả? Cả hai luôn, ok. Hiện tại là mới có 11-12 giờ trưa các bạn, nên thả là nắng luôn nha, mấy cụ núp nắng hết rồi nè. À, hôm nay là ăn nó sẽ là người ngồi bán nha. Mình sẽ bán là mấy cái món đồ như là tủ lạnh mini, rồi đồ chơi, có cả trái chuối vô dụng các bạn, 10k một trái nè. Máy hút bụi nè, máy hút bụi này bán cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 50k thôi. Có cả cái kem đánh răng mà của Trung Quốc và lọ bình bán có 20k luôn nè. Còn đây là cái lo Bluetooth nha, lo này như là 400-500 luôn nhưng mà mình bán có 50k đó bạn, rất là rẻ luôn. Ủa cái lo này không có giá hả anh? Lo 50k đó. 50k luôn hả, mà tờ giấy của nó mất tiêu rồi. Còn đây, còn cái máy bay điều khiển từ xa này mua giá là 7-8k nhưng mình bán là 250 nha. Tụi nó tính cho trả giá còn 200 là bị bán luôn các bạn. Còn đây là tủ lạnh mini giá 50k nha. Rồi ok, bây giờ ăn đi câu khách đi ăn. Bảo đi rồi gọi nít đồ lợi bảo. Kia đàn em lại mua coi, ủng hộ ăn coi. Thế quá. Ngày đầu tiên bán hàng mà ấy vậy chết rồi. Chưa ai hỏi luôn á. Ờ. Hôm nay nhiệm vụ của mình là ngồi mình quay củ ăn nó bán rồi các bạn, thử coi nó có bán được cái món nào hay không. Với cái tình hình hiện tại là mấy em học sinh là đi qua là nhìn với lại cười giỡn thôi mà, chứ không có vô ủng hộ anh ăn nha. Thế quá à. Sao bệnh tôi đâu gì vậy? Bên đó người ta ngồi người ta uống trà sữa ông nội ơi, còn bên mình đâu bán trà sữa đâu, mình bán đồ cũ mà loại mấy loại giảm giá mà. Rồi mọi người chờ biết thử coi bán được không nha. Không mua hả? 30 ngàn. Mua tí chuối có 10 ngàn nè, mua về đựng chuối ăn em. 10 ngàn một cái chuối. Chụp hình thôi à, không có mua hả? Dạ. Rồi. Mua chuối em. Hello, mua ủng hộ anh đây. Trời ơi, đàn bà qua bắt tay với chụp hình đâu các bạn. Ủa anh đâu biết chữ đâu. Không biết chữ. Anh không biết chữ, anh học lớp mẫu giáo rồi, cô giáo rồi anh lấy chồng bỏ anh rồi. Chồng anh bỏ anh hả? Mà cô bảy lấy chồng bỏ anh đâu có dạy đâu. Chụp hình thì được. Sao anh xuống lại anh? Anh bán cái đồ giảm giá này mà mấy đứa tàn là qua chụp hình thôi mà không có mua ủng hộ gì hết rồi, chết rồi. Sắp chết trung thu rồi, sắp trung thu rồi hiểu không? Phải kiếm tiền bán bánh trung thu chứ. Mua chú ủng hộ em 10 ngàn. Em mua mấy em đồ đủ không nữa. Có tiền không? Bạn mua tí chuối đi 10 ngàn em. Rồi bán luôn, bán đại luôn. Rồi em bán được mấy đồ đầu tiên. Thôi bây giờ kỳ lăng kìa, bán con kỳ lăng đi. Cho em con kỳ lăng nè. Ôi kỳ lăng 5k vậy. Kỳ lăng 5k em tí chuối luôn. Ờ ok. Đó mấy ngàn. Lỗ 5 ngàn. Lỗ 5 ngàn rồi 15 ngàn. Thôi chạy bán cho mấy đầu tiên mở hàng đi. Tại mỗi đồ đều có giá trong đó hết luôn mấy cô. Một bữa nào bán được món rồi hả? Anh có bán không anh? Không, bán hôm nay thôi em. Chỉ bán hôm nay thôi. Hôm nay là giảm giá duy nhất ngày hôm nay thôi nha. Vô coi đây mấy đứa, thích cái nào mua chứ đâu bắt buộc phải mua đâu. Tại anh có biết chữ đâu rồi, trên chữ ký. Ký đại ha, ký đại cho vui ha. Ký đại chứ Lâm Vlog ha. Dạ. Trời ơi, có biết viết chữ đâu mấy ông nội kêu viết chữ. Rồi ok. Em luôn đi. Dạ. Hai chữ thôi nha, không ghi nữa mệt quá. Anh đâu biết chữ đâu. Anh nhớ gì anh đăng lên nhanh lên nha, em lại liền luôn á. Anh ghi chữ Lâm thôi anh. Lâm thôi ha. Dạ. Rồi. Rồi bye bye. Không đứa nào mua hết xin chữ ký vậy thôi hả? Lỗ rồi, lỗ rồi. Chữ Lâm rồi đúng không? Trời ơi. Rồi ok, hết kêu. Rồi đúng rồi, về vụ ổng ơi, kêu ổng mua nhiều nhiều lên. Ơi lấy lên ăn tụi nó đạp nát hết rồi ơi. Rồi có nước mía uống luôn các bạn ơi. Cần câu hả? Cần câu hả? Hỏi tiền cho em coi. Rồi,
Đồ. Rồi gặp rít kết ơi, rít kết các bạn ơi. Hello. Bố không, bố không? Thôi ông hello không có mua các bạn ơi. Rồi có ngay 50k các bạn ơi. Rồi 150k nha. Anh quay quay cái mặt của em đâu đi em cho chị hai em coi. Mua đồ là dính hạt rồi, đứa nào mua đồ là có coi lên hình lại hết nha. Chích chích nè. Có à. Em có em, đồ mua nữa hả? Chị, nè, em mua cái mấy cái lo nào đâu tiêu ta. Đây. Cái lo này là hình như là 400 mấy 500 nè, lo Bluetooth nha. Mở ra review cho em nó coi luôn ăn. Ờ, lo Bluetooth luôn bé 50.000. Cái này có review rồi mà. Lo này là xài Bluetooth nha. Nè kết nối điện thoại chơi thử coi. Có ai đem điện thoại hay không? Ăn có đem điện thoại không ăn? Bắt nhạc lên, quẩy lên cho em nó coi thử rồi em nó mua chứ phải chào hàng vậy chứ em. Vô sạc được luôn nè. Ờ, sạc pin nè Hoàng nha. Có cả cắm hệ nhớ luôn. Đâu rồi? Anh nút vô nè. Ờ, bật on lên đúng rồi. Em lượm cái này nha anh. Nào. Lượm cái lo hả? Rồi, Thanh đi này lượm cái lo rồi. Hỏi té thà biết xài không? Biết xài không? Chị ơi, chị em nói. Cái này trên YouTube có quẹt, có mình có hình như anh có review rồi. Cảm ơn luôn, cảm ơn. Máy hút bụi 50k. Rồi cái này 50k hả? Vậy là bán được mấy con bé có 100k mày ơi. 110k. Mua đây về đánh về rửa tay để cho được đánh răng nha. Anh hoài không trắng với vậy phải không? À, dạ. Rửa tay rồi. Có mùi ỏi luôn á chú. Rồi có hàng gì nữa hót hót lấy lên cho chào hàng chứ ai ăn thử tàu húi nè. Nè ai mua tặng cái này nè. Ai mua là được tặng một bịch tàu húi nha, đòi đồ tặng nha. Đó. Có giá không? Có giá không? Cái này nhiêu ăn? Ơi cái này bạn ăn nhiêu ạ? 75k. Hối hối nhiêu anh? Mua luôn hai em. Rồi rồi anh. Cái này là anh đã từng có clip review rồi á. Mà em cứ lên kênh Lobby Lock anh coi. Nếu không xài được cứ điện thoại là liên hệ với số anh nha. Sẽ trả tiền lại luôn. Rồi lấy một bịch tẩu húi nữa chứ. Đây về ăn thử không được bỏ. Đồ tặng mà. Ăn cho biết thôi. Bé em bệnh em ăn thử anh. Cho một bịch bé này nãy có mua nè mà chưa cho nè. Rồi ok. Nè giá tiền mắc nè cho hai bịch luôn. Cái này là cái tủ lạnh mini chú. Tủ lạnh mini đựng nước ngọt hả chú. Cái này để nên chủ yếu là mấy đứa mà văn phòng nó găm vô cái máy tính thôi chứ xài không có ngon mà tủ lạnh đâu. Nên bán có 50.000 nó rẻ chơi thôi à. Nè có bịch bạc. Cái này chơi gì? Cái đó là cái boomerang mà như máy bay điện từ xa biết không? Bấm nút là nó tự bay à. Nó quay tại chỗ cái nó bay hiểu không? Hồi lúc anh có review rồi. Ai biết mà em muốn lên kênh Lobby Lock bấm boomerang điều khiển từ xa là ra, cả cái hướng dẫn cách chơi à. Cái nào? Cái này đó là giá đó là 850k mà anh bán là hai tủ đứng bán 250 tính cho trả giá còn 200 á em. Em trả giá 200 bán luôn. Cái pigam á, cái quay đây là một cái pigam á. Sao cái con này là chỉ chơi được trong nhà thôi nha. Chứ không gió nha, chứ có gió. Có gió chơi không được, nó chỉ chơi được không gió thôi. Trong nhà lớn nha. Không, nó có bảo bảo đảm không đụng đâu. Không, bảo đảm là không bị đụng gì hết. Hăng mua luôn hăng. Rồi, thấy bà rồi, anh ông nội nó nhiều tiền quá mấy ơi. Tôi đít chích quá, mua mấy món luôn kìa. Đít chích quá chị sao nổi. Rồi, tại cái ngày hôm nay à. Trời ơi. Cái này là chơi trong lớp được luôn nha, chơi trong lớp được luôn. Cái này trong lớp là chùm luôn ăn. Có bảo hộ luôn, không bị gì hết. Anh nói thiệt. Đi học hết hả? Tới giờ đi học rồi hả? Dạ. Ok, bye bye. Bye. Rồi, kết quả là sau nửa tiếng đồng hồ thì bán được khoảng phân nửa bạn ơi. Mà bán toàn mấy cái đồ ngon không à? Còn mấy cái đồ giảm không à? Tại vậy còn bị giảm giá nữa chứ. Ồ, tại giá nữa hả? Quá trời luôn. Mà thôi kệ bán được nhiêu anh? Là mình còn hai cái tủ lạnh nè, với lại hai cái kính phóng to đúng không? Dạ. Một cái máy gọt trái cây. Boomerang. À, boomerang chuột với lại cái chai nước rửa tay vô dụng nữa là hết đó bạn ơi. Ngồi em khoảng nửa tiếng nữa coi có ai vô không? Có ai quảng cáo bán đồ mà nấu. Mình tí với bảo ra giữa đường đứng đường chứ. Dạ. Đứng ra quẩy đâu. Ờ đúng rồi, đứng cho mấy con bé nước mía á. Ờ đúng rồi. Trời ơi. Sao càng ngày càng nhìn nè, thấy không, chưa hết mình được tiền vốn rồi nè. Kết quả được nhiêu em? 300 ngàn đi ra. Mình có 300 ngàn tiền vốn nha, 300 ngàn tiền lẻ vốn nha. Bé được nhiêu em? 135. Ủa? 165. 164, 165. Như 140 nữa. 300
Được 300 mấy hả? 305 à. 305 đủ lẩu không? 405. 405 hả? 405 đủ lẩu không? Lẩu rồi, chứ trải nghiệm. Đi anh ơi. Tao ơi. Có 100 à. Về hả? Hãy giúp đi trải nghiệm gì? Có 100 à. Phải ai cho hãy giúp gì à? Có 100 à anh ơi. À hãy giúp karaoke à. Đây che hai tấm hình thì lỗi các bạn ơi, hai hình nhạy cảm quá nha. Có 100 à. Đây hệ Jeep chỉ có 100k thôi. Mua 5 tặng 1. Thanh xuân như bột tách trà. Không đi massage phí bà thanh xuân. Anh em mới cắt. Hàng nó ngon lắm. Rồi, cảm ơn. Được tặng, lấy đồ tặng ra cho mấy em coi. Ăn cho biết chứ. Rồi, được tặng một bịch tạo hủ húi nha. Một bịch đó tương đương với 6.000 đồng. Anh cho biết thôi nha em, cái đừng cố gắng đi ăn nha, mới khó ăn lắm. Rồi, bye bye em, cảm ơn nha. Ê, bán rồi gần hết luôn rồi, còn 1, 2, 3. Còn có hai cái tủ lạnh với lại cái máy gọt. Ừ. Khó bán nhất các bạn ơi. Rồi, tới giờ đi học các bạn ơi, tụi nó chạy vô hết rồi. Không còn ai hết luôn các bạn ơi. Chắc mình dọn đồ về luôn quá. Vậy kết quả là mình được 400 mấy chục ngàn các bạn. 455. Là mình chỉ còn lại là cái máy gọt trái cây nè, hai cái kiến phóng to màn hình, là mấy đứa đó nó xem review đó nó biết là cái món đồ này nó phế phẩm đó, nên không đứa nào mua hết bạn. Với lại hai cái tủ lạnh mini nha, có 50 ngàn một cái nhưng mà tụi nó chơi. À còn lại một con chuột nữa nè, con chuột này thì giá chỉ có 10 ngàn thôi, nhưng mà tụi nó xài điện thoại không có xài máy tính. Còn bộ máy răng này thì nó cũng 10 ngàn cái nha, không em mua luôn. Rồi ok, kết quả là được 400 mấy là được rồi, thôi dọn đồ về ăn ơi. Đây, dọn đồ dây, bỏ vô hết luôn. À, kết quả là tụi mình bán được 450k nha bạn. Giờ là dọn đồ, khu gọi gom gác đồ về nha. Lộn hết mấy ly nước mía luôn em ơi. Đi về, gom bàn đồ về luôn. 450k bạn ơi. À, giờ mình cũng vô tới đây. Nói chung là hôm nay là làm một cái clip bán đồ đồ cũ nha, thanh lý sale ớt nha. Giảm giá rất là nhiều luôn. Và kết quả là bán được 400 mấy à. Bán được hơn phần nữa nha, bán những đồ ngon các bạn, những đồ dở là mấy đứa nó chơi đâu có mua đâu. Nó biết mình review rồi, nó biết là đồ dở, bây giờ mình có cố gắng đa cấp con nào tụi nó không có mua các bạn ơi. À, bạn đến video này, nhấn like, chia sẻ, cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ làm những clip khác. Tạm biệt các bạn.